Mình làm cả muối sổi nhưng mà này. Báo về điện thoại của mẹ chứ. Mình vừa đăng nhập của mẹ rồi lại báo của mẹ. Video giặt quần áo, phơi quần áo. À, mình vẫn là cây nội trợ. Mình vẫn là nội trợ. Hợp lý. Đi chợ, cái kiểu đi anh. Em thấy nó hay làm về ví dụ video nha, nó cắt video từ đoạn bắt đầu đi chợ. Bao giờ kể từ tiền đi chợ mua thực phẩm, không về mà làm món ăn như thế nào. Nhưng mà nó cắt đấy hoàn chỉnh một video, đúng không? Video nó dài cắt đã. Một tí xong rồi nó ghép vào. Đi chợ chọn đồ như nào, các kiểu ấy anh. Xong đến khâu sơ chế. Cái đấy anh biết làm. Thế mà. Nhưng mà phải ở máy em. Máy em không có phần mềm đấy phải mua mất tiền. Nhưng mà sao máy em lại có? Dùng 3 này mới ví rồi. Thank you.
đầu tư lắp bóng điện ở bếp này cho sáng này. Chứ bên ngoài món ăn nóng thì nó ngon như thế mà bên trong thì nó tối su su ấy. Chết rồi, em khóc kìa. Một lúc một cái ốp mà. Nó đi chín mà nó không có pha cũng ra.